thưa quý vị hàng trăm trường học ở miền Trung Tây Hoa Kỳ phải đóng cửa vì trời quá lạnh nhiệt độ giảm mạnh cùng với cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông hiện đang khiến hàng trăm trường học ở miền Trung Tây Hoa Kỳ phải đóng cửa đồng thời cũng làm gián đoạn hệ thống giao thông thường nhật gần nửa triệu học sinh đã phải vào nhà vào hôm thứ tư vì hầu hết các trường học ở khu vực Chicago vẫn còn bị đóng cửa trong khi đó một số trường học công cũng đã phải đình chỉ lớp học cho đến tận hôm thứ năm Gió lạnh đã hạ nhiệt độ ở Chicago xuống mức âm 28 độ C, mức nhiệt độ được cho là quá thấp, dù Chicago vốn nổi tiếng vì mùa đông khắc nghiệt. Tình trạng giao thông ở trung tâm Chicago đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì giá rét, trong khi phần lớn những vỉa hè bận rộn đều trở nên trống trải. Ngoài ra, thời tiết khắc nghiệt vẫn còn dẫn đến việc nhiều dịch vụ đô thị bị tê liệt và giao thông công cộng thì bị trì hoãn. Gió lạnh đã bắt đầu tràn về vùng Trung Tây hôm thứ hai và được dự kiến sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa. Theo các nhà khí tượng cho biết, một số tiểu bang ở miền Nam Hoa Kỳ thậm chí còn đang phải đối mặt với gió lạnh dưới mức 0 độ.